Người thứ ba. Thì tôi với bà mẹ chồng cùng đẩy cái con bồ ngã. Thế tôi xé hết quần áo của nó ra luôn. Là có cái màn xé quần áo luôn? Có luôn. Công an bắt hết cả ba lên đồn luôn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người thứ ba, 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Rất là đúng hẹn. Thực ra thì chương trình không hề có một cái ý định là bày biện ra ở đây những câu chuyện bi thương, những câu chuyện đầy thương tổn để rồi mọi người cảm thấy sợ hãi với tình yêu, với gia đình. Nhưng biết đâu được có những cái nỗi đau á, mà đôi khi chúng ta chỉ là người nghe thôi mà chúng ta cũng khó quên. Điều đó có nghĩa là cái người mà phải trải qua nỗi đau đó đôi khi cả đời cũng không có thể nào mà lành lặn được. Và chương trình ra đời cũng chỉ với một mục đích, đó là chúng ta có thể ngồi lại ở đây trong một không gian đủ an toàn để mọi người có thể kể về những cái nỗi đau mà mọi người đã đi qua trong hôn nhân của mình, trong mối quan hệ của mình. Bởi vì có thể đã có một người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ để rồi làm cho chúng ta phải tan vỡ một cái cuộc tình, một cái gia đình mà mình đã dày công xây đắp. Cũng có thể là vì một vài hoàn cảnh dại dột nào đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chúng ta lại tìm đến với một người thứ ba, hoặc chúng ta lại trở thành người thứ ba và xen vào mối quan hệ của người khác. Những cái nỗi đau đó thì mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Thì quý vị khán giả chắc chắn sẽ biết rằng nó sẽ lại là những cái câu chuyện như vậy thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật của tuần này. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ. Chào khán giả chương trình của người thứ ba. Mình đến với chương trình là từ đâu chị ha? Và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế thì câu chuyện của mình nó sẽ rơi vào cái nhóm tình huống nào? Cái tình huống là bị người thứ ba xen vào. Thế thì bây giờ mình sẽ kể cái câu chuyện của mình ở cái điểm đầu cuộc hôn nhân. Thì năm đó là mình bao nhiêu tuổi và cách đây bao lâu rồi ạ? Năm đó là năm 1988. Tức là tôi với chồng tôi là quen nhau cũng rất là sớm. Dạ. Mà hồi đó chúng tôi là đều là công nhân cả. Cho nên là cái cuộc sống nó cũng rất nghèo. Và cái năm 88 thì bắt đầu là chúng tôi tổ chức cưới. Sau hơn một năm quen biết thì tôi có một cháu trai đầu lòng. Và đến năm 92 thì được một cháu gái nữa. Thế là cuộc sống gia đình thì cũng không sung túc cho lắm. Thế nhưng mà được cái là rất là vui vẻ, đầm ấm. Thế là chúng tôi sống với nhau được khoảng 7-8 năm thì có tiền mua một cái nhà cấp 4. Được cái là không phải thuê nhà nữa. Khoảng độ 2 năm sau thì tôi chuyển sang buôn bán. Được cái là tôi thì cũng nhanh nhạy, mới cũng chịu khó. Thế là khoảng độ 3-4 năm sau thì bán cái nhà nhỏ đi, mua sang cái nhà lớn hơn. Như vậy có nghĩa là quen nhau rồi mình cưới nè, không ai ép duyên mình hết trơn. Cưới xong rồi thì công ăn việc làm. Năm đó là người ta gọi gia đình mình là gia đình cũng cơ bản đó, hạnh cũng phúc cũng kiểu mẫu đó, không có giàu có nhưng mà kiểu mẫu. Nói chung là mọi sự nó rất là tròn đầy. Mọi sự nó diễn ra trong cuộc hôn nhân đó nó làm cho mình thấy rằng là có vẻ là mình chọn đúng người rồi. Vâng, đúng cái rồi. Cuộc sống này nó thuận ý rồi. Vâng. Vậy thì trong suốt những cái năm đầu đó, cô có một cái chút gì đó đề phòng về một cái tai ương, về một cái biến cố trong tình cảm nó có thể đến không ạ? Không có nghĩ một cái gì hết luôn. Mình nghĩ là cứ nghĩ rồi đó. Cuộc sống mình cứ như thế nó êm đẹp, con cái thì rất ngoan, mà chồng mình thì vẫn chịu khó. Đi làm về, chịu khó đi làm lắm mà được bao nhiêu tiền lương đưa hết cho tôi luôn. Trời ơi, vậy là coi như không có cái gì để không có thể lấn cấn. Không có gì mà nghĩ luôn. Vâng. Dạ. Vậy thì đến năm bao nhiêu sau hôn nhân thì bắt đầu một cái dấu hiệu mà mình thấy là không ổn. Đến khoảng độ năm 2003, tức là sau phải mười mấy năm mấy năm. Vâng, thì cứ thấy chồng mình tự nhiên sao lại có vẻ diện mà chú ý đến dung mạo nhiều hơn. Thế ra đường thì người ta cứ bảo là dạo này chồng mình trẻ thế nhỉ, đẹp trai thế. Thế mình cười cười vậy thôi, cũng chả để ý gì cả. Xong rồi mới mấy tháng sau thì hàng xóm làm này, chồng bà có bồ đấy. Cái camera chạy bằng cơm cho biết. Tôi bảo, làm gì có chuyện đó, tôi không tin luôn. Chẳng bao giờ có cái chuyện đó. Vì sao cô không tin? Tôi không tin. Vẫn là vì cái tâm thế, vì mình đã thấy nó quá ổn suốt mười mấy năm. Vâng, đúng rồi. Và thời điểm đó chú về nhà, chú vẫn không có cái gì nó bất thường ngoài cái chuyện ăn diện đẹp. Không có một gì bất thường, vẫn bình thường. Nhưng có điều là cái tình cảm vợ chồng thì nó không được như xưa. Thì mình lại nghĩ là có khi là lấy nhau lâu rồi mới cái tuổi tác ấy. Thì mình cũng không đề phòng luôn. Thì mình bảo làm gì có chuyện đó. Nên mình tự cho một cái điều bất thường nó trở nên bình thường vì cái suy luận của mình. Không chịu cái ý kiến của chị hàng xóm luôn hả? Không. Thế là tôi ra bên ngoài thì người này nói, người kia nói, người khác nói.
Thế ví dụ như một người nói thì mình không đề phòng, nhưng mà đây thấy nhiều người nói quá thì tôi cứ nghĩ rồi, hay là có cái chuyện đó thật không. Sau đó là mẹ chồng tôi, bà ấy đi nghe đâu, bà lại biết cái chuyện đó, bà lại bảo là tao thấy thằng chồng mày hình như nó có bồ con ạ. Tôi bảo mẹ cứ nghe ai nói vớ vẩn chứ làm gì có thế. Xong bà ấy bảo thôi mày cứ để ý xem như thế nào. Cái tôi đêm tôi nằm tôi cũng không ngủ được, tôi mới nghĩ tôi bảo tại sao người ngoài nói, xong lại người trong nhà nói. Thế tôi mới hỏi mẹ, mẹ thế bây giờ ai nói với mẹ mà mẹ, hay là mẹ mẹ tự cảm thấy thế. Thì bà mẹ chồng tôi bà bảo con này nói con kia nói, nhưng mà cái hai cái người nói thì lại không đúng cái ba người nói với tôi, tức là khác nhau luôn. Là bây giờ cả một đội hình ở ngoài một kia đội hình người ta người biết kia rồi. Ra nói. Thế thì tôi bảo không có lẽ có cái chuyện đó. Thế tôi mới âm thầm tôi theo dõi, tôi sẽ theo dõi khoảng độ 3 tháng sau thì đúng như thế thật. Mình bỏ công ra 3 tháng. 3 tháng tôi theo dõi. Trong 3 tháng mà cô theo dõi á, không biết bây giờ mình quay lại thì mình còn nhớ chính xác không, nhưng mà trong 3 tháng đó cô mong chờ là mình sẽ biết được một sự thật theo kiểu nào? Tôi thì để không mong chờ nó sự thật như nào, mà tôi chỉ mong chờ là không có cái chuyện đó. Nhưng mà tôi theo dõi 3 tháng thì có chuyện đó xảy ra. Thế mình đã phát hiện ra như thế nào? Tôi phát hiện ra thì là có bồ thật, cách nhà tôi chỉ khoảng 5 cây số thôi. Thế là lắm hôm thì không tăng ca thì chồng tôi bảo tăng ca, không làm đêm thì bảo làm đêm. Nhưng mà thực ra là đến đó, đến khi mà tôi đã xác định rõ ràng rồi, tôi về tôi hỏi. Đầu tiên là tôi nghe hàng xóm nói, mẹ chồng nói, nhưng mà tôi không tin. Nhưng bây giờ tôi theo dõi thì đúng là anh như thế, có chuyện như vậy thì chồng tôi nhận luôn. Không có chối bày cho biết. Không chối một tí nào mà nhận luôn. Với một cái thái độ thế nào cô? Thái độ giống như rừng rưng mà bất cần đời, giống như không cần che giấu nữa. Đúng rồi đấy, thì làm gì thì làm đi. Năm đấy hai con là bao nhiêu tuổi cô? Đó là một đứa 15 và một đứa khoảng 12 tuổi. Tôi bảo thôi bây giờ như này, anh cứ nghĩ lại xem, tôi với anh lấy nhau thì cái hoàn cảnh gia đình nhà mình nó lại cũng không phải giống như những nhà khác người ta giàu có. Là cũng do tôi với anh, do tôi với anh đã chịu khó làm lên với cuộc sống như này. Thì giống như mình lấy nhau từ lúc cơ hàn mà đến bây giờ thì anh lại thay lòng đổi dạ như này. Tôi cho anh một cơ hội, tức là anh phải bỏ hết những cái chuyện bổ bịch. Anh về anh toàn tâm toàn ý với vợ con. Cái chuyện của anh tôi coi như không có chuyện xảy ra. Thế là chồng tôi mới nói luôn một câu, tôi không thể bỏ. Tôi bảo là thế không bỏ được thì có nghĩa như nào anh? Thế thì chồng tôi mới nói là bây giờ tôi có tình cảm quá sâu nặng rồi, tôi không thể bỏ được. Họ quen nhau bao lâu rồi mà chú nói cái câu sâu nặng? Theo như tôi tìm hiểu mới được có khoảng 2 năm nay thôi. Nhưng mà tôi với anh là lấy nhau 14, 15 năm mà lại có hai đứa con. Con bây giờ lớn rồi, anh nên nghĩ lại. Chồng tôi mới bảo là cái tình cảm trước nó khác, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Anh nói như vậy thì có nghĩa là anh không bỏ được đúng không? Thì đúng rồi. Thế tôi mới suy nghĩ, tôi mới nói xong mấy chuyện với mẹ chồng tôi là tình hình chúng tôi giải quyết như vậy. Thì bây giờ chồng con là không thể bỏ được bố, chúng con là sẽ tan vỡ. Thế bà mẹ chồng mới bảo là không thể như thế được. Mới đây em chồng lúc ấy nó cũng như lấy chồng rồi, nó bảo là chị không thể hiền như thế được. Thế tôi bảo là thôi, bây giờ có nghĩa là cái duyên nợ của chúng con nó chỉ đến vậy thôi. Thôi chia tay chồng em đẹp còn hơn đâu. Thế là mẹ chồng tôi mới em chồng tôi mới kích nhiều quá. Thế tôi cũng điên lên, tôi mới đến tận nhà bố. Chứ thực ra là tôi cũng buông bỏ, muốn buông bỏ, nhưng mà tự cái gia đình nhà chồng thôi thì cứ nói thế. Thế đó là tôi cũng bị dao động. Cô đến một mình hay cô đến với tôi? Đến với bà mẹ chồng, nhưng mà lúc vào thì tôi vào một mình trước. Đầu tiên thì cãi nhau, sau là nó mới đuổi tôi ra ngoài. Bồ của chồng thì thứ nhất là trẻ hơn tôi, mà thứ hai là nó khỏe hơn tôi, mới đun tôi ra. Thì tôi đun lại thì không có lại được. Lúc đó bà mẹ chồng bà phải giúp sức. Thì tôi với bà mẹ chồng cùng đẩy cái con bồ ngã. Thế tôi xé hết quần áo của nó ra luôn. Là có cái màn xé quần áo luôn? Có luôn. Tại vì cái lúc ấy nó không kìm được. Mà tôi tức quá, mà đây mẹ chồng tôi giúp nữa. Thế là lúc đó là công an bắt hết cả ba lên đồn luôn. Ba người được mời về công an hết? Mời về công an thì tôi mới kể ra như vậy. Thì cuối cùng là công an người ta cũng không giữ chúng tôi, mà cũng chỉ phạt với cảnh là về. Về thì bắt đầu là làm đơn ra tòa luôn. Cái lúc mà cô tới, cô tìm đến nhà của cái cô người thứ ba đó, mà cô bước vào một mình đó, thì cổ có bất ngờ và cổ có chối bay chối biến không, hay là cổ không nhận bất ngờ. Có một cái tư thế, một tâm thế theo kiểu là theo cái kiểu mà bây giờ các bạn tiểu tam hay có cái lý thuyết là theo kiểu là trong tình yêu ai không được yêu thương thì người đó là người thứ ba đó. Vâng, nó bảo chị là phải giữ chồng chị, sao chị để đổ cho tôi, thì có nghĩa là giống như kiểu nó thách thức ấy. Thế là bắt đầu là tôi mới điên lên, là mới xảy ra cái ẩu đả như vậy. Thì tôi nghĩ là chắc là chồng tôi cũng nói cho bố biết rồi, để cho hai đứa nó bàn cách đối phó. Đúng rồi, thế là tôi mới nghĩ bụng tôi, bà mẹ chồng tôi là thôi không có thể níu được nữa. Nên mình giữ là giữ cái người muốn ở lại. Đúng rồi. Người ta ra đi thì mình giữ người ở lại chứ không giữ người chạy đi được. Cho nên là phải ra tòa thôi mẹ. Cái nhà đó thì sẽ giao bán. Có nghĩa là giao bán trước khi là tòa được xử.
thì thống nhất với nhau là sẽ chia làm bốn. Tôi lấy một phần, hai đứa con tôi bảo hai phần là ba. Chồng tôi một phần là bốn. Thì chồng tôi nó không nuôi con, tôi nuôi hết thì tôi sẽ lấy ba phần. Thế là tòa mới xử, tôi lấy ba phần trong số bốn phần của nhà đó. Là tôi dẫn vào con tôi vào trong quận 12. Thì cái số tiền đó tôi mua một cái nhà trong xóm. Và tôi còn với cái vốn nữa, tôi mở một cái hàng tạp hóa ở trong nhà tôi. Thì tôi bán, thì được cái là tôi buôn bán nó quen rồi, thế nên tôi ăn nói cũng khéo, thế là hàng quán nó cũng bán được. Thế là dần tôi có tiền để tôi nuôi con cái tôi học hành. Hai cháu thì cũng có trình độ đại học. Đến bây giờ thì con trai thì nó cũng có vợ, nó cũng công việc đàng hoàng, và có hai cháu nội. Con gái cũng có chồng. Mà cuộc sống riêng tư của chúng nó thì cũng rất ổn. Cứ hàng năm tôi vẫn có dịp về Bắc chơi, mà tôi vẫn đến gia đình nhà chồng tôi. Khoảng hộ chục năm trước ấy, thì đối với mẹ chồng rồi đối với anh em bên nhà chồng thì đến bây giờ thì cũng vẫn bình thường. Qua cái chuyện của tôi thì tôi rút ra một kinh nghiệm, cuộc đời thì cũng nên buông bỏ. Cái gì của mình nên mình cảm thấy không giữ được là nên buông luôn, chứ không nên mà cố níu kéo, cũng không nên là phải nghĩ nhiều quá. Thực ra nghe cô kể thì mọi người sẽ có cảm giác là câu chuyện của cô nó nhẹ nhàng. Vâng, nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng là bởi vì cái cách cô kể nó nhẹ nhàng. Vâng. Chứ con tin rằng là trong từng cái thời điểm mà cái sự việc đó nó xảy ra với gia đình mình á, thì mình cũng phải trằn trọc, mình cũng phải đấu tranh nội tâm ghê lắm. Vâng. Thực sự cái lúc mà khi cô biết chắc chắn là chồng mình có người khác rồi. Vâng. Con vẫn tin rằng là khi 5-6 người trong xóm nói á, không có nghĩa là mình không có nghi ngờ đâu. Vâng. Nhưng có thể tâm thế của cô lúc đó là tâm thế là giá như chuyện này nó đừng có xảy ra, cho nên mình không có muốn tin đây là sự vâng. thật. Nhưng mà đến cái lúc mà nhiều người nói và đến người trong nhà cũng nói thì mẹ chồng tôi nói luôn, thì mình phải đi tìm hiểu rồi. Vâng. Thế thì khi mà cô tìm hiểu và cô biết chắc chắn là có rồi đó, thì thực sự lúc đấy con vẫn tin là cô vẫn có tâm thế muốn níu kéo. Bởi vì vâng. đó là gia đình mà. Lúc đấy cô muốn níu kéo là vì cái gì? Không phải vì tôi, mà có nghĩa bây giờ con cái nó lớn rồi. Tôi sợ là những cái nhà thông gia nó tìm hiểu cái gia đình bỏ chồng bỏ vợ thì nó cũng không hay lắm. Cho nên là tôi muốn níu kéo là vì con cái nó lớn. Chúng ta làm cha mẹ, chúng ta nghĩ cho con. Nghĩ cho con. Cũng không phải là nghĩ ở cái trước mắt. Không đơn thuần là nghĩ là mình rời nhau ra rồi mình nuôi con mình nổi không, hay là con nuôi mình được. Nó thèm cha hay là nó thèm mẹ. Mình còn phải nghĩ tới cái ngày nó thành vợ, thành chồng với đúng người rồi, khác cô ạ. Phải nghĩ tới cái phẩm hạnh của nó, mà nó phải bước về nhà chồng, nhà vợ trong một cái tư thế nó hiên ngang. Nhưng đấy. Mà cái người phối ngẫu của mình, người ta không nghĩ giống mình. Biết sao phải... được giờ. Người ta quá nặng tình với bên kia rồi. Vì sao 2 năm nhưng nó có thể đánh đổi một cuộc hôn nhân 14-15 năm không? Chú có nói về cái lý do vì sao mà chú gắn kết với cái cô đó không? Không nói, thế nhưng mà cái chính là tôi tự nghĩ ra. Nếu mà nói về cái tuổi trẻ thì mình không thể bằng người ta. Để nói về cái sắc đẹp là mình cũng không thể bằng người ta. Thế cho nên là tôi cảm thấy là tôi bị thua. Sau này khi mà mình vẫn mỗi năm mình về mình thăm bên nhà chồng đều đặn là vì con mình còn nhà nội. Vâng. Thì cô có giáp mặt chú lần nào không? Có giáp mặt. Thế chú có đến được với cái cô kia không? Không đến được với cô kia mà tôi thấy qua mấy cô nữa luôn. Đấy. Đến bây giờ là cũng sống một mình thôi. Bởi vì người ta đi tìm kiếm một thứ nó không ổn định. Vâng. Thì cuộc sống người ta không thể đấy. Ổn định được. Ở đây chúng ta không có cổ xí cho câu chuyện là xuất hiện người thứ ba. Vâng. Nhưng mà nó cũng có nhiều dạng người thứ ba trên đời này. Vâng. Sẽ có những người tìm đến người thứ ba vì vợ ở nhà là bổ bả, không chịu hiểu chồng rồi hỗn hào. Và tôi tìm một cái người mà họ biết điều hơn thì câu chuyện có thể nó bền chặt. Nhưng mà nếu như tôi đến với một cái người nào đó vì họ trẻ hơn vợ tôi, họ đẹp hơn vợ tôi, thì chắc chắn một điều là tôi lại sa chân vào những cái cô người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Bởi vì nhan sắc nó có ổn định đâu. Dù chúng ta cậy nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ thì nó cũng có giới hạn sử dụng mà. Con nghĩ là mình không nên tiếc cô hả? Vâng, thực ra nếu như không có tên nhà chồng thì tôi cũng xử lý êm đẹp lắm. Tại vì mẹ chồng tôi bảo là không dễ gì phải làm. Mẹ chồng không cam tâm. Không cam tâm. Thế cái lúc đấy thì cái tư tưởng của tôi nó cũng không nghĩ cho ra lắm. Thực ra con nghĩ là như vậy nè, cũng đừng phải nghĩ mình không bằng ai. Cái căn bản mình với đối tác của mình không cần phải níu giữ thì là không cần níu giữ. Cô kể một câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì ngay cả chính bản thân cô khi mà mình gặp biến cố đó, mình cũng đã có một cái suy nghĩ rất là tích cực, theo kiểu là nếu như còn giữ được thì tiếp tục, còn không thì thôi. Mình cũng đã sẵn sàng cho việc buông bỏ. Vậy thì ngoài cái việc là mình vốn đã có suy nghĩ tích cực, thì sau khi cô ly hôn và cô cùng với các con đi qua một cái nơi khác để sinh sống, thì cô tốn khoảng bao nhiêu thời gian để thực sự là mình cân bằng một cách thực sự? Tôi thì cũng không tốn nhiều đâu, chỉ khoảng độ năm trời thôi. Không có thời gian để nghĩ nhiều về những cái chuyện đã qua. Đó mới là vấn đề. Vâng. Thực ra có nhiều bạn bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, cái việc mà các bạn bị chênh chao là chuyện bình thường. Vâng. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe cô kể lại, chúng ta trời ơi sao mà cổ bình an tới như vậy.
thì cái sự bình an đó nó phải được đánh đổi bằng cái gì? Thứ nhất là trong cái nền suy nghĩ của bạn là bạn phải cho phép mình bình an. Vâng. Cái thứ hai là chúng ta phải có hoạt động. Vâng. Chúng ta không thể ngồi im mà bình an được. Vẫn phải thiết lập lại cuộc sống của mình. Tôi phải có công việc, con rồi. Cái. Thế nó luôn cuốn hút tôi. Đúng. Mình có công ăn việc làm, mình có cái sự chú tâm mới. Vâng. Mình có một cái sự tích cực để mình thiết lập lại một cái tương lai. Vâng. Thì mình mới có thể bước ra khỏi cái nỗi đau đó cô hả? Thế thì một chút kinh nghiệm đi của cái việc là giải quyết câu chuyện ly hôn. Cô thấy giữa cái việc là mình nắm được dao đằng cán, mình nhìn ra được cái khối tài sản này phải chia làm bốn, mình có tiềm lực tài sản, mình lấy được cái phần của con mình, cái điều này nó có phải là một trong những cái sức mạnh rất là lớn để cô bình an bước ra khỏi hôn nhân không? Vâng, đúng. Tôi nghĩ nếu mà mình có cái tâm thế như tôi là phải chủ động. Những cái gì nó mất rồi mình chấp nhận cho nó mất đi, đúng không? Mình tính những cái gì còn lại, tôi chủ động buông bỏ luôn. Cắt lỗ được lúc nào là cắt lỗ. Đúng, cắt lỗ. Sau đó là mình sẽ khai thác những cái còn lại, chuyển sang cái cuộc sống mới. Cái chuyện nó đã xảy ra nhưng mà cái cuộc đời của mình, con cái mình, gia đình mình nó còn bao nhiêu cái khác nữa, chứ không phải vì cái chuyện này. Và để làm được điều đó con nghĩ là phải ở trong trạng thái tỉnh táo. Vâng, tỉnh táo. Cô chú đã rời nhau ra đúng một cái giai đoạn rất nhạy cảm của hai bạn ở nhà là tuổi dậy thì. Vâng. Cô có đối diện với một cái khó khăn nào đó với các con khi mà các con nhìn thấy cái sự tan vỡ của bố mẹ? Các con có đặt ra cho cô những cái câu hỏi hoặc là trong cái thái độ sống của các con có bao giờ làm cho cô cảm thấy không? Cái chuyện đó thì hai vợ chồng tôi, ngay như cái chuyện tôi đến đánh nhau, tôi cũng không dám để cho con tôi biết, giấu hết. Đến bây giờ các bạn nó vẫn không biết? Đến bây giờ thì biết. Biết rồi. Vâng, nhưng mà để chúng nó lớn lên thì tôi mới kể, chứ còn ngay cái lúc đó không biết. Chuyện của người lớn là chuyện của người lớn. Thế thì khi các bạn cũng không biết được nhiều, rồi ngỡ ngàng nhận ra là mình sẽ phải theo mẹ và không sống cùng với bố nữa, thì có lúc nào cô đã phải ngồi giải thích cho các bạn không? Cái hồi mới thì cũng hỏi xong sao lại như vậy mà mẹ, thì bảo là bây giờ thì mẹ thấy là không hợp thì chia tay. Thế sao hồi xưa thì trẻ thì để hợp mà bây giờ không hợp, mà đã có hai đứa con rồi mà lại bảo không hợp. Cái chuyện đấy thì nó không phải là những kiểu thì lúc đó thế nọ lúc thế kia, thì lúc nào con lớn thì con sẽ hiểu thôi. Thế nhưng mà đi khi lớn lên là tôi cũng chủ động kể hết cho hai đứa con nghe. Tôi cũng có lời khuyên đối với những cái cặp vợ chồng bây giờ là có những cái gì là không nên làm to chuyện, mà mình nên giải quyết âm thầm. Con cái đặc biệt nó đã biết nhận thức là mình không nên cho nó biết, vì mình cho nó biết là không có lợi, chúng nó không học được. Khi cô kể lại câu chuyện thì mặc dù giọng kể thì nó bình an, tình tiết thì được kể một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cô không có giấu được cảm xúc của mình. Đó là cái câu chuyện nó tự nhiên nhất. Cái nỗi đau nào mà mình vẫn còn để khi bây giờ mình kể lại nó vẫn tấm tức? Cái nỗi đau là thứ nhất là mình tin tưởng chồng nhiều quá, mà luôn luôn nghĩ cái điều tốt, không bao giờ nghĩ đến cái điều xấu. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống thì nó không phải như vậy. Bây giờ nó tốt đấy, thế nhưng mà mai nó xấu không biết chừng. Cho nên là mình giận vì mình đã cả tin. Đúng rồi, cả tin, không đề phòng. Tại vì lấy nhau cũng lâu rồi chứ cô, mười mấy năm rồi chứ có ít gì đâu. Chú quen người đó tới 2 năm lận. Và vì cô biết cho nên chú dửng dưng và chấp nhận ly hôn. Chấp nhận luôn. Thế thì nếu như cô không biết? Không biết thì bây giờ tôi cũng chả nghĩ là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu không như biết. Cô không biết hoặc là cô biết và cô không tra hỏi đến cùng, thì cô có nghĩ là chú cũng sẽ chấp nhận một cái cuộc sống mà thực ra chú không rời bỏ gia đình, nhưng mà chú sẽ trăng gió ở bên ngoài từ cô này đến cô khác không? Vâng, đúng rồi, đúng, đúng. Vậy tại sao cô không chấp nhận cái diễn biến đó mà phải là rời nhau? Cái hồi đó thì nó xảy ra thì tôi đã không nghĩ được đến như vậy. Tại vì có những người thì người ta nghĩ là tôi chấp nhận, cứ để muốn đi đâu đi, nhưng mà nó cứ không rời bỏ gia đình là được. Nhưng tôi đã không nghĩ được cái điều đó, thì là xảy ra cái chuyện là tan vỡ. Vậy bây giờ mình cân đo đi, nếu như lúc đó cô nghĩ luôn được đến điều đấy thì cô chấp nhận không hay là cô vẫn ly hôn? Theo cô cái nào thực ra nó sẽ hạnh phúc hơn với mình? Mình chấp nhận một gia đình đầy đủ, nhưng chồng mình ở ngoài kia sẽ đi lang bạc kỳ hồ, lúc nào về thì về, còn lúc nào không về thì không, coi như là không về. Hay của mình sẽ chấp nhận như cái đã vốn diễn ra, thà là dừng lại. Thôi tôi thì vẫn nghĩ là dừng lại. Chứ nếu như mà cái tính nó đã có thì hết cô này lại đến cô khác, thì lúc nào mình cũng phải suy nghĩ. Thôi thà rằng cắt luôn, sau đó mình sẽ buông bỏ và mình sẽ tìm cuộc sống mới, thì nó sẽ hay hơn. Đau một lần rồi thôi. Đau một lần rồi thôi, dứt luôn. Tôi... Chứ cái cơn đau nó âm ỉ, nó kéo dài, một cái vết thương không chữa trị thì nó hoại tử, mà ốm người luôn. Ốm người mà con cái. Và nếu mọi người nói là, nhưng mà hồi nãy cô nói là vì con thì con lại nghĩ như vậy. Vì con thì cũng có nhiều kiểu vì con. Đúng. Chúng ta cũng không thể để đứa trẻ lớn lên trong một cái bối cảnh gia đình mà người mẹ thì như vọng phu, còn người ba thì cứ ngày này qua ngày khác mãi miết với những cuộc tình bên ngoài.
Và trong mắt thông gia thì một cái người thông gia như vậy cũng không đáng được tôn trọng. Đúng rồi. Tính ra thì đau một lần rồi thôi. Thôi. Nhưng mà phải tỉnh. Phải tỉnh. Thì mới đau xong mới có thể gượng dậy được cô hả? Cũng là một mảnh đời rồi. Vâng. Cũng hết một cuộc đời. Vâng. Sau cái cuộc hôn nhân đó, thực ra cô có còn rung động với ai nữa không? Sau cái cuộc hôn nhân đó thì thực ra là cũng có nhiều tại người đến. Tại vì cô vẫn khẳng định là cô có nhan sắc nha. Vâng. Cô tự nghĩ là cô không bằng cái cô kia thì con không biết cái cô kia như thế nào thì không có biết. Nhưng rõ ràng là đây là người có nhan sắc. Cũng có người đến với tôi thì nhưng mà những hoàn cảnh của những người đến với tôi thì đã cũng con cái. Mà nếu như mà trường hợp bây giờ mình không có đủ sức để phân tâm ra lo cái lọ lo cái kia được, thôi chỉ coi là bạn thôi. Dạ. Vâng. Mà sống cái cuộc đời để cho nó khỏi phải nghĩ luôn. Thì giống như là mình bây giờ mình thích đi đâu thì đi, mình thích ăn gì thì mình ăn, mình tự do. Rồi con cái nó ở gần, mình đến thăm nó nọ, mình đến thăm nó kia. Mình thích thì mình đến, mà mình thích thì thôi. Có niềm vui tuổi già. Có niềm vui tuổi già. Yeah. Thế bây giờ tôi nói cô nghe, tôi thích đi đâu với bạn với bè tôi, ví dụ như mấy ba bạn cũng thuộc cái dạng giống tôi ấy, cũng bỏ nhau rồi cũng các ông ấy chết. Thì rủ nhau đi chơi nó cũng vui lắm chứ. Yeah. Chứ có phải là cứ cần thiết là cứ phải sống mới có người nó đông đông. Con xác nhận là cô đó. Đang có một cuộc sống vui á. Tại vì ban nãy đầu chương trình con đã gọi bằng chị. Vì một lý do là cái thần khí của cô nó trẻ lắm. Nó làm cho mình thấy được một cái sức sống. Nhưng mà khi cô nói là cô kết hôn năm 88 thì con hiểu là con bị hớ rồi. Và một cái câu chuyện mà thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ thấy là nó nhẹ như mây gió. Nhưng mà chắc chắn là người trong cuộc đã phải có rất nhiều nỗi đau. Nhưng như nhân vật của chúng ta ngày hôm nay chia sẻ, cái việc mà chúng ta bước qua nỗi đau như thế nào là do chúng ta chọn. Và dĩ nhiên bạn muốn chọn thì bạn cũng phải có đủ cái sự mạnh mẽ. Vâng, đúng. Thì con nghĩ rằng là khi con ngồi ở đây với rất nhiều nhân vật của chương trình á, thì con nghĩ cuối cùng có vẻ như trong cuộc sống chúng ta cũng không nên chúc nhau cái câu là chúc cuộc sống bình an. Vâng. Mà chúng ta chúc nhau là chúc mạnh mẽ để có thể bình an trước mọi sóng gió. Đúng rồi. Tại vì cuộc đời chắc chắn có sóng gió cô hả? Không thể lúc nào như lúc nào được. Dạ. Đấy, như chuyện của tôi là tôi biết. Dạ. Tôi có nghĩ đâu nó là như vậy, tôi không tin luôn. Tại giờ mình giận vì mình đã từng cả tin. Cả tin quá. Không nghĩ là nó sẽ có cái trường hợp đó xảy ra với mình. Yeah. Cảm ơn cô với câu chuyện ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi cuối của chương trình sẽ là: mình bình an để mình bật đèn không? Thôi, không bật đèn. Vì sao ạ? Tại vì là thực ra cái chuyện này là thông gia tôi nó không có biết. Đấy. Lại vì con nữa thôi. Vâng, tôi thôi. Vâng, mấy nãy cũng không có tốt đẹp gì mà muốn nhắc lại. Đấy, tại vì mình so với những gia đình người ta có vợ, có chồng, có ông, có bà thì nó hơn mình nhiều, mình không bằng người ta được. Cho nên tôi cũng rất ngại. Không sao hết, mọi cái quyết định của cô đều sẽ được ekip rất là tôn trọng. Dạ. Và cái điều quan trọng là chúng ta nghe những câu chuyện để chúng ta có thể cảnh tỉnh bản thân mình kịp thời. Dạ. À, đừng quá cả tin. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng không hy vọng là quý vị sẽ sống với nhau bằng sự hồ nghi. Nhưng mà mọi sự nó đều phải vừa đủ để mình có thể sửa sai kịp lúc. Hoặc là đôi khi mình sẽ phải giúp đỡ cái người còn lại để họ tỉnh những cái cơn say nắng ngay từ những cái ngày đầu. Họ quay về đường ngay nẻo chính và có thể giữ được những cái điều mà quan trọng với nhau, duy trì tiếp một cái gia đình mà thực sự yêu thương nhau. Và đương nhiên là cô không bật đèn thì cũng là một cái thông điệp mà chúng ta có thể rất dễ bắt gặp ở nhiều số của chương trình. Tất cả là vì con thôi, vì sự an toàn của con. Đôi khi là vì con chưa lớn, bây giờ thì vì con lớn rồi, nhưng mà vì vai trò của con với gia đình thông gia, với người bạn đời của con, thôi thì tình yêu thương của cha mẹ mà nó không có bến bờ nào dừng lại hết. Và câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng rằng là nó cũng sẽ có một vài gạch đầu dòng để quý vị khán giả có thể giữ riêng lại cho mình. Và cũng có thể nhắc nhở những người bạn, những mối quan hệ xung quanh mình để chúng ta có thể có được một cái hạnh phúc nó đủ đầy nhất trong cái khả năng mà mình gìn giữ được. Cảm ơn cô vì đã đến đây với chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lại phải hẹn nhau thêm một tuần nữa thì mới có thể có thêm một câu chuyện nữa được kể ở đây với người thứ ba. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Chúng tôi đành phải tạm biệt khán giả và hẹn thêm một tuần nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Một niềm đam mê được nuôi dưỡng từ nhỏ. Tùng 5 tuổi chưa biết mặt chữ mà đã hát được rồi đó. Chồng cho tiền đi chợ để dành may cái quần cái áo cho con.
Những kỷ niệm không thể nào phai nhòa. Rồi chở con đi hát cái chiếc xe đạp mà không có về mà cũng không có thắng luôn đó. Suốt cái hành trình đi gian khổ là nhiều lắm. Lưu lạc nơi xứ người nữa. Mẹ luôn đi cùng, không bao giờ rời bỏ. Khoảng thời gian đó thì rất là khó khăn. Đón xem Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện chấp cánh ước mơ cho con của mẹ con ca sĩ Hồ Khắc Tùng.